Về quê tắm xong, ba tên bị tạt ướt hết mình mẩy. Như lời đã hứa, vừa mới nghỉ lễ là lên xe về quê liền. Bữa nay ông tên cũng nghỉ lễ rồi cho nên là chiều nay không có đi học. Thấy tôi về cái mừng dữ rồi, lát quýnh lộn tới nơi bây giờ à. Mới hồi Tết tới giờ có mấy tháng mà nhìn nó cao hơn trước một khúc luôn á. Sắp cao bằng tôi rồi. Anh ăn rồi, anh ăn bỏ ra đây. Chừa cho mày đó. Anh ăn đi. Quýnh bây giờ ăn đi. Ăn cái bọc luôn đi. Có nguyên trái ớt với miếng tỏi đó, coi ăn được không? Thách mày đó. Nhớ hồi Tết về cây xài có mấy trái à, mà giờ trái quá trời trái luôn. Cây xài trước sân cỡ này bự chà bá rồi nè, mà chưa có trái nữa. Rồi mấy người coi thằng tên nó cà chớn với tôi nè. Đói bụng hôm nay. Đói bụng đưa nước. Ngộ ha. Hất mày giờ láo hả? Hồi trước về quê là thằng tiên nó rủ tắm xong hoài hàm không có chịu. Tự nhiên bữa nay về cái nỗi hứng muốn xuống tắm vậy đó. Ông tiên tôi hồi nãy tắm rồi cho nên là rủ tắm nữa không chịu tắm. Đứng trên bờ chơi chơi vậy đó. Mày đứng chơi chơi hả mày? Lỡ tạt trúng ướt quần cái mặt quạo đeo.